Rồi, lời đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mình Tổ Quốc. Hôm nay em tiếp tục lên em một clip gồm 16 cây câu nha anh em. 16 cây câu này là 16 cây câu gút mini. Chia cho anh em bỏ ba lô chống vợ đi câu. Thì cần này thì chia cho anh em đi du lịch có độ cứng tầm khoảng 20 30 thôi nha anh em. Thì 6 7 cây bên đây sẽ là 2m1 và 9 cây còn lại sẽ là 2m4. Rồi em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi mà không trong clip em lên á thì em sẽ nhận lại. Rồi cảm ơn anh em. 7 cây đầu tiên cho anh em xem nha. Thì cần này thì em lấy hàng ở hàng trưng bày ở Nhật, hàng này thì chưa qua sử dụng luôn. Đây đồ chụp vẫn là đồ chụp Fuji. Đó. Mới rất là mới nha anh em, cần này hình như chưa qua sử dụng nha, hàng này hàng trưng bày nha anh em. Đây bát là Fuji Japan đó, cái này nội địa Nhật nha anh em. Đó đây chất liệu và chất liệu carbon cực kỳ mới luôn. Đây 2m1 cứng DX tầm khoảng 20-30 đó. Osaka Fishing Tackle chất liệu là chất liệu carbon, hàng rất là mới nha anh em. Đây, bát là bát Fuji nha, bát Fuji fan Fuji luôn, đóng chữ rõ ràng, nguyên zin nguyên kiện nha anh em. Đó. Sử đá xám nha mọi người. Cây này dài 2m1, nặng 130g, thu gọn 43cm, nó gờ tầm khoảng gần 2 găng tay nha anh em, gần khoảng 2 găng tay. Cây này đọt là 1 ly 6, độ cứng gờ tầm khoảng 20-30. Đó, chia cho anh em đi du lịch, đi câu cá vặt, câu biển. À, đó. Chốn vợ đi câu nha anh em. Rồi cây này để với anh em với giá công khai là 700k nha anh em. 700k thì em có 1 2 3 4 5 6 7, 7 cây thì 7 cây như nhau thôi. 7 cây này em lấy cũng hàng trưng bày, cũng rất là mới nha anh em. Đó giá công khai là 700k. Rất là mới nha anh em. Rồi 700k một cây anh em, 2m1. Tiếp theo sẽ là 9 cây, 9 cây 2m4. 9 cây này thì nó dài hơn một tí thôi, thu gọn cũng dài hơn tí. Đây, 9 cây 2m4. Nó vẫn là hàng trưng bày nha anh em. Ngoại hình cực kỳ sáng luôn. Rất là mới đẹp nha anh em. Đây, Fuji Japan. Fuji luôn nha anh em, cực kỳ mới luôn. Cái này thì mấy cái này thì chưa qua sử dụng hết. Đây nó có để độn bánh nhựa đây nè anh em, nó giữ máy bắt máy rất là cứng nha anh em. Đó. Cần thì anh em yên tâm. Ngoại hình thì khỏi bàn. Anh em có thể cây câu tôm cũng được, câu tôm cũng rất là ok, câu cá hành, cá cháp, câu quặt. Đó, để vô ba lô đi là du lịch là ok, yên tâm. Đó, cây này dài 2m4, vẫn là hàng ở Osaka Fishing Tackle. Cây này chất liệu vẫn là chất liệu carbon, hàng nhìn rất là ngầu nha anh em. Nó được sơn kim tuyến nữa. Phen vẫn là phen Fuji. Ngoại hình thì cực kỳ ok rồi, không cần phải bàn. Đọt này thì nó để làm cho anh em phát tín hiệu nha anh em. Đọt khá là nãy nó gơ tầm khoảng 30-20. Miên bộ là Fuji nha anh em. Đây đầu vô nó đóng cái ép đây nè. Đó. Fuji. Hàng nguyên kiện, bao lỗi lầm hỏng hóc. Cái này thì dài 2m4, nặng 170g. Thu gọn 50cm nha anh em. 50 2,5 găng. Thì đọt cây này thì 1 ly 7, độ cứng gờ tầm khoảng 20-30. Giá công khai cây này là 2 triệu không? Giá công khai cây này là 750k nha anh em. Đó, 750k. Thì cây này thì em có 9 cây. 9 cây thì như nhau thôi. Đó. Hai trưng bày. 9 cây như nhau.
Đẹp đẽ hết. Đầu chụp vẫn là Fuji nha. Đầu chụp vẫn là Fuji, tất cả như nhau hết. Anh em thì anh em chốt, thể chốt để lại xem số loại, em có thể tự động liên hệ với anh em nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em. Thì em cho kiểm tra hết luôn, kiểm tra hàng. Nếu anh em tháo ra kiểm tra mà có độ sức nhiều không thôi, nó bị nứt bể gì á, anh em cứ trả về cho em yên tâm. Đó, bán hàng cho kiểm tra hàng trước hết. Nếu không giống như em lên clip như thế này nè, đó anh em cứ trả về. Rồi, cảm ơn anh em nha.